Xin chào tất cả các anh chị học viên tiếng Pháp trình độ sơ cấp. Với bài học này, tôi xin mở đầu một loạt những bài để giúp cho các anh chị cách chia động từ và nhất là cách sử dụng động từ. Động từ là một thành tố quan trọng nhất trong một câu, quan trọng bậc nhất trong một câu. Tôi lấy ví dụ, tôi ghi lên trên bảng động từ regarder. Động từ regarder là nhìn, là xem. Ở đây là ở dạng mode imperative, tức là hãy nhìn, hãy xem. Và đây là ngôn thứ hai số ít. Regarder, tức là tôi đang nói với một người ở ngôi thứ hai số ít. Và nhìn cái gì thì phải có đối tượng. Thì tôi lấy tay tôi chỉ, bạn hãy nhìn cái bông hoa, nó nằm, nó đang nở hoa rất là đẹp ở ngoài ban công kia. Như vậy nếu tôi lược đi tất cả, tôi không để chủ từ, bởi vì imperative thì không có chủ từ. Và tôi bỏ luôn cả object, bởi vì tôi lấy tay tôi chỉ, tôi chỉ nói đơn giản regard. Và người đó tức khắc hiểu, người đó tức khắc hiểu cái điều tôi muốn nói. Bạn hãy nhìn cái bông hoa ở ngoài ban công kia. Nhưng nếu tôi để một cái câu hoàn chỉnh, tôi cho chủ ngữ vào, chủ ngữ của động từ regarder này là tu, rồi object của nó là la fleur, vị trí của nó là sur le ban công, mà tôi không để cái động từ này vào thì câu đó hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết. Không biết cái người này đang muốn nói cái gì. Bạn, bông hoa, ban công, không biết câu này nói cái gì. Như vậy động từ là một yếu tố quan trọng bậc nhất trong một câu. Khi chúng ta học tiếng Pháp thì chúng ta đều biết là động từ, tất cả các động từ đều phải chia, chia theo ba ngôi số ít và ba ngôi số nhiều, trừ các động từ vô nhân xưng là các verb impersonnel thì chúng ta chỉ dùng ngôi thứ hai, ngôi thứ ba số ít là in, chẳng hạn như là trời mưa, in blue, và chúng ta không cần chia, ngoài ra đều phải chia hết. Và cái công việc thứ hai chúng ta rất cần lưu ý là một số động từ nó đòi hỏi giới từ đi theo. Và người ta gọi đây là cấu trúc động từ đi với giới từ. Và điều này chúng ta phải học thuộc lòng. Người ta gọi là construction verbale avec préposition. Chúng ta construction là cái cấu trúc, thì chúng ta phải học thuộc lòng, chúng ta phải chấp nhận và phải học thuộc lòng. Thì khi chúng ta làm cái công việc này thì bên tiếng Anh người ta cũng phải làm công việc này. Nhưng mà bên tiếng Anh có khi nó nhiều hơn, có khi nó phức tạp hơn, nó có hai giới từ. Và mỗi khi đổi giới từ thì nó mang một nghĩa khác. Nhưng mà vấn đề ở tiếng Pháp nó là ở chỗ khác. Vấn đề ở tiếng Pháp là khi chúng ta sử dụng giới từ gì thì nó sẽ dẫn tới một cái kết quả là chúng ta phải dùng cái đại từ, cái pronoun mà chúng ta cần thay, nó là pronoun gì. Và đây là một cái điều rất là lạ, rất là khó đối với những người học tiếng Pháp, mới học tiếng Pháp. Nhưng cái khó khăn này nó sẽ giảm đi rất là nhiều, thậm chí nó triệt tiêu luôn, nó không còn khó khăn nữa nếu chúng ta học động từ theo cái dạng như thế này. Thì tôi có tham khảo ở trên mạng, tôi coi rất nhiều các cái bài giúp cho các học viên học về động từ. Thì tôi thấy có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là có một số người, các giảng viên, nhất là các giảng viên người Pháp đó, họ dạy những cái động từ rất là hay, rất là khó, những động từ rất khó. Chẳng hạn động từ manquer. Manquer nó không có đơn giản như là thiếu, manquer nó rất là phức tạp. Động từ plaire, plaire là làm vui lòng, nó không có đơn giản là làm vui lòng. Thì các giảng viên họ trình bày rất là hay và chúng ta cần tham khảo. Thế nhưng mà người ta lại không trình bày những cái động từ bình thường như thế này. Có một số bài khác thì lại giúp chúng ta học động từ với cái ý nghĩa của nó và đưa ra những cái trang, những cái danh sách động từ rất là tốt. Cả trăm động từ này mang nghĩa gì, động từ này mang nghĩa gì, và giúp cho các học viên khỏi phải tra từ điển, ngồi lên trên máy rồi nhìn vào cái trang đó và chúng ta có thể học động từ. Thế nhưng mà học kiểu đó chúng ta mới được lợi ích 50%. 50% là bởi vì khi chúng ta hiểu nghĩa đó thì chúng ta thấy nó ở chỗ nào đây đó, chúng ta có thể hiểu, chúng ta có thể hiểu nghĩa. Nhưng mà bây giờ khi chúng ta cần xây dựng một câu, thành lập một câu với cái động từ đó thì có khi chúng ta không làm được. Bởi vì nếu động từ đó đòi hỏi giới từ, động từ đó là VT, VTI hoặc là gì đó, VI chẳng hạn, thì chúng ta không biết thì không thể làm được câu cho nó trúng. Thì trong cái phần mà tôi giúp cho các anh chị học về động từ này, tôi sẽ làm một công việc như thế này. Tôi chia các cái bài học về động từ ra làm hai phần rõ rệt. Phần thứ nhất là giúp cho các anh chị học viên trình độ sơ cấp, khi thấy động từ thì phải biết chia như thế nào. Và trường hợp này, và trong trường hợp này đối với các anh chị học viên sơ cấp, tôi sẽ trình bày rất là chậm để cho những ai mới học tiếng Pháp có thể theo kịp. Những ai học trước rồi, đã học qua thì xin thông cảm, thì xin kiên nhẫn, tôi sẽ trình bày rất là chậm. Và phần thứ hai, tôi sẽ mở rộng ra với cái động từ này. Mở rộng là tùy cái động từ nó có nhiều ý nghĩa hay không. Tôi sẽ đưa ra một số các ý nghĩa khác và một số các cái danh từ cùng gia đình với cái động từ này nếu cần, nếu có, để cho các anh chị trình độ sơ cấp ở trình độ cuối á, có thể học. Như vậy, nếu mà chúng ta ở trình độ đầu, chúng ta mới làm quen tiếng Pháp thì xin tối thiểu cũng phải học cho được
cái số 1 này, biết động từ đó là cái gì, dùng như thế nào. Rồi nếu chúng ta học qua một thời gian rồi, chúng ta xem cái phần thứ hai, tôi mở rộng ra. Bài thứ nhất tôi xin giới thiệu tất cả mọi người động từ donne. Donne mở từ điển ra thì người ta đề là cho. Nếu anh chị tra từ điển Pháp Anh thì là động từ to give, cho. Nhưng nếu học như vậy thì chúng ta chỉ mới lợi ích được 50%. Chúng ta thấy động từ donne, chúng ta biết là cho. Nhưng bây giờ tôi cho ai một cái gì, tôi cho em tôi một món quà thì làm sao? Thì chúng ta phải học như ở bên dưới. Donne quelque chose à quelqu'un, cho ai một cái gì, đó là cấu trúc động từ đi với giới từ. Donne quelque chose à quelqu'un. Như vậy chúng ta thấy cái chữ quelque chose này, viết tắt của quelque chose, một cái điều gì, một cái vật gì, ở trong tiếng Anh là something, người ta viết tắt cho nó đơn giản, cho nó ngắn lại. Và cho ai, quen là quelqu'un, quelqu'un là một người nào, tiếng Anh là somebody. Như vậy cho một cái vật gì, cho ai, thì cấu trúc động từ là donne quelque chose à quelqu'un. Và như vậy chúng ta có thể làm được câu, một câu có thể là nó chưa có hay lắm nhưng mà chắc chắn là trúng, không thể nào sai được. Và bây giờ cách chia động từ donne ở cả ba thì căn bản là present, hiện tại, quá khứ, passé composé và future, future xem như sau. Động từ donne là động từ nhóm 1 thì chúng ta chia theo cái quy tắc chung của động từ nhóm 1, tức là chúng ta dùng cái bộ đuôi này, này. Bộ đuôi là OES, EONS, EZONT để chúng ta thay vào cái đuôi của nó là đuôi E. Je donne, tu donnes, il donne, nous donnons, vous donnez, ils donnent. Và chúng ta để ý ba ngôi số ít phát âm giống nhau nhưng mà viết khác nhau. Je donne, tu donnes, il donne, nous donnons, vous donnez, ils donnent. Và ngôi thứ ba số nhiều viết khác nhưng mà cũng phát âm giống như là ba ngôi số ít. Như vậy bốn vị trí je, tu, il và in số nhiều phát âm hoàn toàn giống nhau, hoàn toàn giống nhau. Je donne, tu donnes, il donne, nous donnons, vous donnez, ils donnent. Ở thì passé composé thì chúng ta lấy participe passé của động từ này, chúng ta ghép với auxiliaire avoir. Participe passé của động từ donner nó là e accent aigu, đọc giống như thế này, đọc giống như thế này, nhưng mà nó là e accent aigu, đó là quy tắc chung của tất cả hàng trăm hàng ngàn động từ nhóm 1. Động từ nhóm 1 tận công bằng e thì có participe passé là e accent aigu. Và đây là động từ phải chia với auxiliaire avoir. Và sau này chúng ta sẽ thấy chỉ có một cái danh sách nhỏ là 14 động từ chia với auxiliaire être. Chỗ này, je suis, tu es, nous sommes, vous êtes, ils sont, chỉ có 14 thôi. Ngoài 14 động từ đó thì tất cả đều phải chia với avoir. Avoir là je, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Như vậy chúng ta ghép lại auxiliaire avoir với cái participe passé mà chúng ta vừa mới nói, nó xuất phát từ động từ này này, nó là donné, chúng ta ghép lại thì nó ra thì passé composé: j'ai donné, tu as donné, il a donné, nous avons donné, vous avez donné, ils ont donné. Và cuối cùng là cái thì căn bản là future sem, là tương lai. Tương lai của động từ nhóm 1 thì rất là dễ làm. Người ta nói cái quy tắc là đối với động từ nhóm 1 thì chúng ta lấy nguyên thể, nguyên thể là lấy nguyên cái động từ, nguyên thể là donne, chúng ta lấy donne, donne cho tất cả các ngôi thứ, ba ngôi số ít, ba ngôi số nhiều đều là donne hết. Rồi chúng ta ráp với bộ đuôi cái terminaison của future. Terminaison của future của động từ nhóm 1 là ai, as, a, ons, ez, ont, ai, as, a, ons, ez, ont. Chúng ta ghép lại thì chúng ta có thể future simple: je donnerai, tu donneras, il donnera, nous donnerons, vous donnerez, ils donneront. Giờ đó là tôi cách tôi đọc chậm để cho mọi người thấy là khi chúng ta lấy cái nguyên thể, lấy cái infinitive, chúng ta ghép với bộ đuôi thì nó ra như vậy. Nhưng mà trong thực tế khi chúng ta phát âm thì chúng ta sẽ để ý là cái syllable mang ký tự ơ nó nằm ở giữa này thì chúng ta không có đọc, chúng ta không phát âm. Như vậy phải phát âm cho nó chuẩn là như thế này: je donnerai, tu donneras, ils donneront, nous donnerons, vous donnerez, ils donneront. Các anh chị để ý là cái syllab, cái âm tiết mà mang ký tự ơ nó nằm ở giữa, tôi để cái mũi tên này, nó không có phát âm.
thành ra chỉ còn có là je donnerai, je thay vì je donnerai nó còn có hai syllabe. Và tôi xin đọc lại một lần cuối các động từ này ở ba thì căn bản: présent, passé composé và futur. Je donne, tu donnes, il donne, nous donnons, vous donnez, il donne. J'ai donné, tu as donné, il a donné. Nous avons donné, vous avez donné, ils ont donné. Và ở thì tương lai: je donnerai, tu donneras, il donnera, nous donnerons, vous donnerez, ils donneront. Và cuối cùng, trước khi đi qua phần thứ hai thì chúng ta cũng vẫn phải để ý một cái điều rất rất quan trọng khi học động từ donner, đó là cái cấu trúc của nó là như thế này: donner quelque chose à quelqu'un, donner quelque chose à quelqu'un, cho ai cái gì. Tôi chia động từ donner lại một lần nữa cho các anh chị nào mới học, mới làm quen tiếng Pháp kịp theo dõi. Động từ donner người ta gọi là động từ nhóm 1 bởi vì nó có cái ký tự tận cùng là er. Khi chúng ta thấy cái đuôi er thì chúng ta gọi đó là động từ nhóm 1, trừ một động từ cũng có đuôi er là động từ aller, nhưng là nhóm 3, trừ một động từ duy nhất là động từ aller. Tất cả các động từ khác khi có cái ký tự tận cùng là er thì chúng ta gọi đó là nhóm 1. Nhóm 1 là nhóm có quy tắc. Quy tắc là nó chia theo cái bộ đuôi như sau: ngôi thứ nhất là ơ, ngôi thứ hai là es, ngôi thứ ba là ơ, ngôi thứ nhất số nhiều là ons, ngôi thứ hai số nhiều là ez và ngôi thứ ba số nhiều là ent. Ơ es, ơ ons, ơ z, ơ nt. Chúng ta lấy bộ đuôi này, chúng ta thay cho cái đuôi ơ e và chúng ta giữ cái căn là d o dozen, d o dozen, d o n n, rồi chúng ta ghép với cái bộ đuôi thì nó ra thì présent, je donne, tu donnes, il donne, nous donnons, vous donnez, il donne. Và chúng ta cần để ý là ở bốn vị trí je, tu, il và in số nhiều thì phát âm giống nhau mặc dù viết khác nhau: je donne, tu donnes, il donne, nous donnons, vous donnez, il donne. Ở thì passé composé thì chúng ta lấy participe passé, chúng ta ghép với auxiliaire avoir, auxiliaire avoir, j'ai, tu as, il l'a, nous avons, vous avez, ils ont. Participe passé của động từ nhóm 1 là er biến thành e accent aigu. Người ta chỉ giới thiệu cho mình một lần, các lần sau người ta không ghi, bởi vì tất cả các động từ nhóm 1 đều có participe passé ở cái dạng như thế này: er biến thành e accent aigu và phát âm giống nhau: donner, donner, j'ai donné, tu as donné, il a donné, nous avons donné, vous avez donné, ils ont donné. Và ở thì tương lai thì người ta lấy nguyên thể. Nguyên thể tức là động từ chưa có chia, động từ donner viết như thế này: donner. Chúng ta ghi vào ở tất cả các vị trí của động từ này, rồi chúng ta ghép với bộ đuôi của thì tương lai, đó là AI, AS, AONS, EZ, ONT. Và chúng ta có thì tương lai như sau: je donnerai, tu donneras, il donnera, nous donnerons, vous donnerez, ils donneront. Nhưng mà khi phát âm để cho nó hay, người ta không phát âm syllabe ở giữa có mang ký tự ơ. Như vậy chỉ còn hai, thay vì donnerai thì còn lại là donnerai, tu donneras, ils donneront, nous donnerons, vous donnerez, ils donneront. Cấu trúc động từ donner cho ai cái gì như sau: donner quelque chose à quelqu'un. Như vậy chúng ta thấy cái vật mà chúng ta đem cho người khác, cái quelque chose đó là COD, complément d'objet direct, bởi vì nó đứng sát động từ, nó không cách động từ bằng một giới từ nào hết. Chúng ta gọi đó là bổ ngữ trực tiếp. Chữ D này là direct, là trực tiếp. Trong khi người nhận cái món này thì là bổ ngữ gián tiếp, COI. Y là indirect bởi vì nó cách với động từ bởi một giới từ là a. Chúng ta lấy một vài ba ví dụ. Anh Paul cho chị Sophie một món quà nhân dịp sinh nhật của chị ta. Paul don cho cái gì? Cho một món quà. Paul don un cadeau. Về cadeau đây là COD giống như trong cấu trúc. Cho ai? Cho chị Sophie. À, Sophie. Như vậy là COI. Tới đây chúng ta xong rồi. Thêm vài ba chữ cho cái câu nó hay: nhân dịp sinh nhật của chị ta. Pour son anniversaire, Paul donne un cadeau à Sophie.
pour son anniversaire. Như vậy chúng ta thấy xây dựng câu giống như cấu trúc này thì câu này hoàn toàn là đúng, không thể sai ở chỗ nào, bởi vì nó theo đúng cấu trúc cho ai cái gì. Bây giờ cái COD và COI có thể đổi chỗ cho nhau, nhưng mà vẫn phải giữ giới từ, vẫn là COI. Anh ta cho ông ta, cho các con cái của ông ta cái phép được đi tắm hồ bơi. Donner là cho, la permission là cái sự cho phép. Il donne à ses enfants la permission d'aller à la piscine. Aller là đi, la piscine là hồ bơi, la permission là sự cho phép. Như vậy đây là COD. Bây giờ COD đứng ở đằng sau và COI đứng ở đằng trước, và COI là cái người con, các người con được nhận cái sự cho phép này thì vẫn là COI và vẫn đi với giới từ à. Như vậy chúng ta thấy COI thay vì đứng sau thì đứng trước cũng được, nhưng mà vẫn phải là đi với giới từ à, bởi vì donner quelque chose à quelqu'un. Il donne à ses enfants la permission d'aller à la piscine. Bây giờ chúng ta đặt một câu hỏi. Câu hỏi thì cũng phải theo cái cấu trúc như thế này. Bạn cho Sophie nhân dịp sinh nhật cái gì? Cho cái gì? Món quà đó là cái gì? Cái gì là chúng ta dùng chữ cờ. Cờ là cái gì? Trong tiếng Anh là what, cái gì? Thì như vậy đây là COD. Rồi COI vẫn là chị Sophie. Bạn đã cho chị Sophie cái gì? Qu'est-ce que tu as donné à Sophie pour son anniversaire? Như vậy chúng ta thấy trong ba câu ví dụ này, dù đảo chỗ, đổi chỗ trước sau cho nhau, thì COD vẫn là COD, COI vẫn là COI, nó vẫn phải mang giới từ à. Và trường hợp thứ tư, đây là những cái câu mệnh lệnh. Chẳng hạn chúng ta đi vào nhà hàng, chúng ta nói với người phục vụ, cho tôi coi cái thực đơn. Donnez-moi le menu, s'il vous plaît. Như menu này, menu là cái thực đơn, như vậy nó là COD. Cho tôi cái thực đơn. Vậy tôi, moi là đại từ, đại từ là pronoun, này cũng là COI. Chúng ta sẽ học trong bài pronoun personnel. Hãy cho tôi cái thực đơn. Hãy cho tôi một chai rượu Bourgogne, một nửa chai. Donnez-moi une demi-bouteille de Bourgogne. Vậy une demi-bouteille de Bourgogne vẫn là COD, bởi vì nó không có giới từ. Còn COI nó nằm trong chữ moi này, cái đại từ moi này, ở trong này nó có cái ý nghĩa là indirect. Rồi cho tôi 4 lát thịt jambon, nói với người bán hàng bán jambon. Donnez-moi 4 tranches de jambon. Chúng ta đi chợ, chúng ta dùng các cái khẩu lệnh như thế này, cho tôi cái này, bán cho tôi cái kia, thì chúng ta dùng động từ donner và cho tôi, donnez-moi. Rồi chúng ta nói cái objet, cái đồ vật, cái món hàng mà chúng ta cần mua. Và bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái cách thành lập mệnh lệnh cách. Mệnh lệnh cách tức là hãy cho tôi. Cách thành lập mệnh lệnh cách, mot imperatif của động từ donner là như sau. Trước hết chúng ta chia động từ donner như chúng ta đã chia ở bên trên. Je donne, tu donnes, il donne, nous donnons, vous donnez, il donne. Chúng ta chỉ có thể làm mệnh lệnh cách ở ba vị trí: tu, nous và vous. Các vị trí khác chúng ta không làm được. Và ở ba vị trí này, công đoạn sau chúng ta bỏ chủ ngữ đi, chỉ còn lại donne, donnons và donner. Và đây là động từ nhóm 1, thì chúng ta phải bỏ cái S này đi. Và cái hình thức cuối cùng của mệnh lệnh cách của động từ donner, động từ nhóm 1 là như thế này: donne, hãy cho. Bởi vì cho tôi hay cho ai hay cho người nào thì chúng ta làm tiếp tục. Và cái động từ nó ở dạng donne, ngôi thứ nhất số nhiều, donnons, chúng ta hãy cho. Các bạn hãy cho donner. Như vậy là donner này, chúng ta thấy nó ở dạng như thế này: donnez-moi le menu, donnez-moi une demi-bouteille de Bourgogne, donnez-moi 4 tranches de jambon. Tôi xin tóm tắt lại, ở trình độ sơ cấp 1 chúng ta cần để ý. Thứ nhất là cách chia động từ donner ở ba thì căn bản. Hiện tại có cái bộ đôi như thế này. Quá khứ chúng ta ghép với participe passé, nó là như thế này. Và ở tương lai chúng ta ghép với bộ đôi là như thế này. Và động từ donner nó có cấu trúc là donner quelque chose à quelqu'un. Phần thứ hai là phần mở rộng dành cho các anh chị học viên đã ở trình độ cuối của trình độ sơ cấp. Động từ donner có ý nghĩa thứ nhất, ý nghĩa căn bản là đưa cho ai cái gì. Donner quelque chose à quelqu'un. Ngoài ra còn một số ý nghĩa khác. Thứ nhất là ký gửi, là đưa để gửi cho ai. Chẳng hạn như đôi giày của mình, les chaussures, bị hư cái đế giày,
Insermen là cái đế giày, thì chúng ta đưa cho một cái tiệm hay một cái người thợ để họ làm lại cái đế giày Donner ses chaussures à ressemble. Quần áo của chúng ta đưa cho tiệm giặt để người ta giặt ủi, Donner un vêtement à nettoyer, nettoyer là làm cho sạch, hoặc là gửi con để cho người khác giữ để mình đi có thể đi làm, Donner un enfant à garder, garder là giữ, giữ một đứa bé. Một ý nghĩa khác là cho hoặc là đưa một cái thông tin cho ai. Bạn có thể cho tôi biết giờ được không? Pourriez-vous me donner l'heure? Bạn có thể cho tôi biết giờ. Pourriez-vous me donner l'heure? Bạn có thể cho tôi biết ngày và giờ bạn sẽ đến được hay không? Donnez-moi le jour et l'heure de votre arrivée. Arrivée là danh từ của động từ đến. Đến tức là arriver. Ngày và giờ bạn sẽ đến. Cho biết ngày giờ bạn sẽ đến. Cho tôi gửi lời chào người ấy. Lời chào là le bonjour. Bạn hãy cho người ấy cái lời chào về phần tôi. Tu lui donneras le bonjour de ma part. Tu lui donneras le bonjour de ma part. Về phần tôi, tức là thay tôi, cho tôi gửi lời chào. Một ý nghĩa khác là gây ra, có nghĩa là cô dê. Cái mùi này làm cho tôi nhức đầu. Cái mùi này làm cho tôi bị đau ở chỗ đầu. Cette odeur me donne mal à la tête. Câu chuyện này làm cho tôi phải suy nghĩ. Tức là đưa lại cho tôi cái chuyện là, cái vấn đề là tôi phải suy nghĩ. Cette histoire m'a donné à réfléchir. Và chúng ta có một số các cái cách thành lập, như là làm cho mình đói, làm cho mình khát, làm cho mình buồn ngủ, làm cho mình nóng, làm cho mình chóng mặt. Donner faim, donner soif, donner sommeil, donner chaud, donner le vertige à quelqu'un. Chẳng hạn như chúng ta uống một cái loại thuốc đó làm cho mình buồn ngủ, donner sommeil. Nghĩa khác là sản xuất ra, cái cây này cho ra rất nhiều trái, tức là sản xuất ra nhiều trái. Cet arbre donne beaucoup de fruits. Những cái cây này đem lại bóng mát cho một cái nơi nào, một cái sân chẳng hạn. Cet arbre donne de l'ombre. Một cái phương pháp không mang lại một cái điều gì. Une méthode qui ne donne rien. Và ý nghĩa thứ năm rất hay dùng. Trông ra, nhìn ra, cửa sổ này nhìn xuống sân. Cette fenêtre donne sur la cour. Cái cửa ra vào này trông ra vườn. Cette porte donne sur le jardin. Như vậy chúng ta phải dùng động từ donner đi với giới từ sur, trông ra, nhìn ra. Một số danh từ của động từ donner. Danh từ thứ nhất là un don, là danh từ của động từ donner. Don là quà tặng, là một cái cadeau, chẳng hạn như là le don de la terre, tặng phẩm của trái đất, hoặc là le don de Dieu, ơn của thượng đế. Như vậy cái người ta cho mình trái đất hoặc là thượng đế mang lại cho chúng ta một cái quà tặng gì. Ý nghĩa thứ hai là sự hiến tặng, cũng xuất phát từ động từ donner, chẳng hạn le don du sang, hiến máu. Để chúng ta thấy các cái biểu ngữ người ta yêu cầu mình tới hiến máu là người ta để chữ le don du sang, hoặc là hiến tạng. Le don d'organe, organ là các cơ quan nội tạng ở trong bụng của một con người. Cái người hiến tặng là un donateur. Một số cách dùng đặc biệt. Participe của động từ donner là donner. Donner tức là được cho. Và chúng ta dùng trong cái nghĩa thân mật, nghĩa familier, nghĩa bình dân. Se donner có nghĩa là rẻ như là cho. Cái món này rất là rẻ, bán quá rẻ, rẻ như là cho vậy. Very cheap, rẻ như là cho. Se donner. Một món khác lại thì lại giá cao ngất ngưỡng. Ce n'est pas donné. Chúng ta nói một cách thân mật, cái quà này, cái món này, cái hàng này tôi mua ce n'est pas donné, bởi vì nó rất là mắc, giá rất là cao. Và cuối cùng khi chúng ta dùng động từ donné với ý nghĩa là cho uống, cho ăn, thì chúng ta phải dùng giới từ à, donner à boire, donner à manger à quelqu'un. Chẳng hạn như cho con thú cưng nó ăn, cho con thú cưng nó uống, donner à boire à un chien. Cho một con thú cưng nó ăn, donner à manger à un chien. Xin chào tất cả mọi người.